Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Gioan ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Kitô, ông sai môn đệ đến thưa Ngài rằng: Thầy có phải là đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi đấng nào khác? Chúa Giêsu bảo họ: Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy. Người mù được thấy, người què đi được, người phong phủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó, và phúc cho ai không vấp ngã vì ta. Khi những người được sai đến đã đi rồi, Chúa Giêsu liền nói với đám đông về Gioan rằng: Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc là lướt ư? Nhưng những người ăn mặc là lướt thì ở nơi cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Vì có lời chép về ông rằng: Trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả, nhưng người nhỏ nhất trong nước trời cũng còn cao trọng hơn ông. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay được gọi là Chủ nhật của niềm vui, chắc chắn không phải là cái không khí rộn ràng gần kề Noel ở bên ngoài. Đây đó khắp nơi và ngay cả nhà thờ chúng ta cũng đã đang chuẩn bị trăng đèn kết hoa. Bầu khí rộn ràng của Noel đã tràn ngập đây đó khắp nơi. Những bản thánh ca, những bài hát Noel đã rộn ràng vang lên. Niềm vui Giáng sinh đã gần kề. Và niềm vui Giáng sinh ngày hôm nay không còn là niềm vui riêng của người Công giáo chúng ta nữa, mà đó là niềm vui của cả xã hội, của tất cả mọi người, không trừ một ai. Tuy nhiên, thưa quý ông bà và anh chị em, niềm vui ấy vẫn chỉ là một niềm vui mang bầu sắc lễ hội, chứ không phải mang một ý nghĩa tâm linh. Giáo hội ngày hôm nay gọi ngày này là ngày Chủ nhật của niềm vui, bởi vì muốn con cái của mình hướng niềm vui về ngày lễ Giáng sinh sắp tới. Một niềm vui tâm linh, một niềm vui sâu xa, một niềm vui khơi nguồn từ chính ơn cứu độ của Thiên Chúa. Vì thế, ngày hôm nay trong thánh lễ này, tôi xin mời gọi quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng đặt lại lời Chúa, lắng nghe lời Chúa để khám phá ra ý nghĩa của ngày hôm nay, ngày niềm vui như thế nào. Tại sao chúng ta vui và chúng ta làm gì với niềm vui đã đón nhận? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu trong đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe khẳng định với mọi người rằng: Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả, nhưng người nhỏ nhất trong nước trời cũng còn cao trọng hơn ông. Chắc chắn Chúa không so sánh về tư cách đạo đức cá nhân của một ai đó trong nước trời với Gioan Tẩy Giả. Nhất là mỗi người chúng ta đây, nếu so với Gioan Tẩy Giả về tư cách đạo đức, về phẩm chất cá nhân thì chúng ta hoàn toàn thua xa. Vậy thì chúng ta phải hiểu lời của Chúa như thế nào? Tại sao người nhỏ nhất trong nước trời cũng còn cao trọng hơn ông? Ở đây Chúa so sánh thời Cựu Ước và thời Tân Ước. Chúa so sánh thời gian của Gioan Tẩy Giả trở về trước là thời gian người ta ngóng chờ ơn cứu độ, là người ta mong được vào nước trời, với cái thời gian sau này khi Đức Kitô ngự đến thì đó là thời gian của ơn cứu độ. Hai thời gian này hoàn toàn khác nhau. Nếu thời gian Cựu Ước từ thời Gioan Tẩy Giả trở về trước chỉ là thời gian Thiên Chúa phán hứa rằng đấng cứu độ sẽ đến, hay nói một cách khác là thời gian của lời hứa, và thời gian Tân Ước là thời gian từ Chúa Giêsu cho đến ngày hôm nay, là thời gian thực hiện lời hứa. Chắc chắn
lời hứa so với việc thực hiện lời hứa thì không thể nào bằng. Thời trước là thời ngóng chờ ơn cứu độ, thời sau là thời ơn cứu độ đã được thực thi. Vì vậy, những ai sống trong cái thời đại tân ước này, cái thời của đấng cứu độ, thì chắc chắn hạnh phúc hơn. Bởi vì trước chỉ là ngóng chờ, là chờ mong trong hy vọng, còn bây giờ là đạt được. Cho nên Chúa so sánh là so sánh như thế, để từ đó chúng ta khám phá ra được rằng chúng ta sống trong thời đại của đấng cứu độ quả là một niềm vui lớn lao cho mỗi người chúng ta. Chính Chúa Giêsu cũng đã từng nói với các môn đệ, rất nhiều những vua chúa quan quyền ngày xưa mong được thấy cái ngày các con đang thấy mà không được. Dĩ nhiên, chỉ có con mắt đức tin mới giúp chúng ta khám phá ra cái thời đại, sống trong thời đại của đấng cứu độ là thời đại của niềm vui. Chúng ta vui vì sao? Vì Chúa đã đến giải thoát chúng ta. Gioan ở trong ngục sai các môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu: có phải thầy là đấng phải đến hay chúng tôi còn đợi một đấng nào khác? Chắc chắn chúng ta sẽ ngạc nhiên tại sao Gioan lại hỏi Chúa Giêsu câu này. Bởi vì Gioan chính là người đã giới thiệu về Chúa Giêsu cho mọi người khác biết, đây là Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian. Cũng chính Gioan là người khi đối diện với Chúa Giêsu tại sông Giô-đan, Chúa Giêsu đến xin ông làm phép thanh tẩy cho ngài, ông đã từ chối vì ông khẳng định: tôi là người đến trước, nhưng đấng đến sau tôi thì cao trọng hơn tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho ngài. Hay nói một cách khác, Gioan tẩy giả đã biết về Chúa Giêsu. Vậy mà tại sao ông lại còn sai môn đệ đến hỏi: ngài có phải là đấng phải đến hay chúng tôi còn đợi một đấng nào khác? Gioan đã nghi ngờ, Gioan đã không hiểu được đường lối của Chúa Giêsu. Khi Gioan giao giảng, chẳng hạn trong bài tin mừng của Chúa Nhật tuần trước, Gioan kêu gọi mọi người thống hối vì đấng cứu độ đã đến. Một khi ngài đến thì ngài cầm nia sẩy lúa trong sân của ngài, lúa tốt thì ngài cất vào kho, còn rơm rác thì ngài quẳng vào lửa không bao giờ tắt. Cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đã bắt đầu, cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây, nếu cây nào không sinh trái tốt thì bị chặt đi. Cho nên Gioan cũng như nhiều người Do Thái thời bấy giờ, ngay cả các tông đồ, người ta vẫn mong chờ đấng cứu thế là đấng đến để thanh trừng, để mở một cuộc thẩm phán cuối cùng, để loại trừ những kẻ chống đối Thiên Chúa ra khỏi nước Thiên Chúa, và nhất là xua đuổi quân Roma để giải phóng đất nước Israel, biến nước Israel trở thành một cường quốc thời bấy giờ. Cho nên khi thấy Chúa Giêsu không làm gì cả, ngài chỉ đến để chia sẻ cuộc sống với người khác, ngài đến để chia sẻ những nỗi đau khổ khốn cùng của nhân loại, của kiếp người. Cho nên ông ngạc nhiên, ông không hiểu được đây có phải là Chúa Giêsu hay không. Thế thì câu trả lời của Chúa Giêsu, thưa quý ông bà và anh chị em, ngài không trả lời một cách trực tiếp: tôi là đấng đã đến, hãy tin vào tôi, mà ngài nói với các môn đệ về thuật lại cho Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Những điều đó là gì? Là người què đi được, người câm nói được, người mù được thấy, người phong hủi được chữa lành, người chết sống lại, và người nghèo được nghe tin mừng. Nghĩa là gì? Nghĩa là Chúa đến để mang lại niềm vui cho người khác, nhất là những người đau khổ, bất hạnh, tật nguyền, nghèo đói trong cuộc sống. Chúa đã đến để giải thoát, để biến đổi con người từ cái nghèo khổ trở thành có một đời sống sung túc phong phú, từ bất hạnh tật nguyền trở thành những con người mạnh khỏe bình an. Chúa đến để biến đổi. Chính vì vậy mà những điều mắt thấy tai nghe mà các môn đệ của Gioan phải về thuật lại cho Gioan, đó là khi Đức Kitô đến thì niềm vui của Thiên Chúa đến. Vì vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay chúng ta vui là bởi vì Đức Kitô đã đến để cứu độ chúng ta, ngài biến đổi cuộc đời của chúng ta. Nói thì dễ lắm, lời Chúa giải thích như vậy cũng dễ lắm, nhưng mà cảm nghiệm một cách đích thực, một cách sâu xa Đức Kitô là đấng cứu độ cho mình, để rồi khi gặp được ngài chúng ta được biến đổi và tìm kiếm được niềm vui, thì không phải là điều dễ dàng.
Tại sao vậy? Tại sao? Ngày hôm nay Chủ nhật thứ ba mùa vọng, Chủ nhật của niềm vui, mời gọi chúng ta hãy vui lên vì Đức Kitô đến cứu độ chúng ta. Chúng ta nhớ lại thôi, trong cuộc đời đức tin của mình, biết bao nhiêu năm trôi qua, chúng ta đã biết bao nhiêu lần mừng lễ Chủ nhật thứ ba mùa vọng, Chủ nhật của niềm vui. Nhưng thực sự cuộc đời của chúng ta có được niềm vui hay chưa? Chúng ta chưa. Là bởi vì sao? Là bởi vì chúng ta chưa tin vào Đức Kitô, chưa đến với Ngài một cách đích thực trong cuộc sống của mình. Chúng ta vẫn còn đó cái con người yếu đuối, vẫn còn đó cái tính tham lam thụ hưởng, chỉ mong đi tìm cái niềm vui trước mắt, niềm vui phù phiếm, niềm vui hão huyền bởi tiền tài, danh vọng, quyền lực và biết bao nhiêu những đam mê dục vọng khác. Chúng ta đi tìm những thứ niềm vui ấy. Mà những niềm vui ấy là gì? Những niềm vui chóng tàn mau qua. Chứ thực sự cuộc đời của chúng ta không đi tìm kiếm niềm vui nơi Đức Kitô. Vì không kiếm niềm vui nơi Đức Kitô nên bản thân chúng ta, gia đình chúng ta, khi đối diện với những khó khăn, gian nan, thử thách trong cuộc sống, chúng ta chỉ cảm thấy những đau đớn, thất vọng, bất hạnh, ê chề mà thôi. Cho nên lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta, hãy đến, hãy gặp Đức Kitô, để rồi mình thực sự được biến đổi. Thì lúc đó mình mới khám phá ra Đức Kitô là niềm vui cho cuộc đời chúng ta. Và một khi đã khám phá ra Đức Kitô là niềm vui cho cuộc đời của mình, thì chúng ta sẽ thấy đó là một niềm vui sâu xa, một niềm vui vững bền đích thực, và một niềm vui mang lại cái sức mạnh cho mình, để cho dù cuộc sống có khó khăn, để cuộc sống có nhiều gian nan thử thách, chúng ta vẫn bình an, vẫn can đảm đối diện, để rồi vượt thắng tất cả. Còn những niềm vui khác trong cuộc sống này, thưa quý ông bà anh chị em, không mang lại cho chúng ta sức mạnh, thậm chí chỉ mang lại cho chúng ta nhiều nỗi ê chề, đau buồn mà thôi. Người ta cứ nói buồn thì kiếm rượu xải sầu, nhưng mà uống xong rồi, say xỉn rồi, ngủ dậy thì càng buồn hơn, càng mệt hơn. Người ta cứ lao đầu vào những cái thú vui của trần gian, vui trong chốc lát, rồi cuối cùng là gì? Là một tâm trạng mệt mỏi, chán chường. Nhưng mà tìm kiếm được niềm vui nơi Đức Kitô thì đó là một niềm vui mang lại sức mạnh cho chúng ta. Bởi vì đó là một niềm vui biến đổi tận căn cuộc đời của mình. Từ những người câm điếc nói được, từ những người què đi được, người mù được thấy và người chết được sống lại. Cho nên hãy đến với Đức Kitô, thưa quý ông bà và anh chị em. Đến với Ngài bằng việc suy niệm, học hỏi, thực thi lời của Ngài. Đến với Ngài bằng việc chuyên cần rước mình máu Thánh Chúa, để rồi Ngài ở trong chúng ta, Ngài sẽ là sức sống cho chúng ta, Ngài sẽ là nghị lực cho chúng ta, Ngài sẽ là niềm vui vĩnh cửu cho mỗi người chúng ta. Gặp gỡ Chúa là gặp gỡ được niềm vui, đến với Chúa là kín múc được niềm vui, để rồi chúng ta có sức mạnh để ra đi loan báo tin mừng yêu thương cho người khác. Chúa nói với các môn đệ của Gioan Tẩy Giả, cũng là lời Chúa nói với mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Hãy đi về thuật lại những gì mắt thấy tai nghe. Làm sao chúng ta có thể lên đường loan tin mừng cứu độ của Đức Kitô nếu chúng ta không đón nhận được niềm vui của Ngài? Chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta được mời gọi ra đi loan báo tin mừng, chứ không phải loan báo tin buồn. Chính vì vậy, mình phải tìm được Chúa là tin mừng cho cuộc đời của mình, thì mình mới có khả năng mang tin mừng đến cho người khác. Ước gì với lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta khám phá ra được Đức Kitô đấng cứu độ chúng ta, đến với chúng ta chính là nguồn vui từ nơi Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Để rồi chúng ta một khi đã đón nhận được niềm vui từ Đức Kitô đấng cứu độ chúng ta làm cho cuộc đời của mình trở nên ý nghĩa, làm cho cuộc đời của mình thực sự có được niềm vui, có được bình an, có được hạnh phúc. Và rồi chúng ta có khả năng để chia sẻ niềm vui, bình an, hạnh phúc ấy cho anh chị em chung quanh. Và ngày hôm nay cộng đoàn chúng ta vui mừng, chia vui với cô dâu chú rể ở đây nhân ngày hai anh chị trao ban bí tích hôn phối cho nhau. Trong niềm vui đón nhận ơn cứu độ, hòa với niềm vui chung của toàn thể hội thánh, chúng ta cũng cầu chúc cho hai anh chị
thực sự có được Đức Kitô trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay hai anh chị trao ban bí tích khôn phối cho nhau, là bí tích do chính Chúa Giêsu thiết lập để rồi nối kết hai người nên vợ nên chồng. Và rồi qua bí tích này, Chúa hằng ban ân sủng của Ngài để thánh hóa cuộc đời hai người, để biến hai người trở thành một cộng đoàn của tình yêu và sự sống, nghĩa là trở thành một gia đình duy nhất. Trong gia đình ấy có Đức Kitô ngự trị thì chắc chắn sẽ có được niềm vui, có được bình an. Từ hai con người xa lạ nhau gặp gỡ nhau và thấy rằng cuộc sống này cần phải có nhau, nếu thiếu nhau sẽ là nỗi buồn, nếu thiếu nhau sẽ là bất hạnh. Cho nên hai anh chị đã quyết định nắm tay nhau để nói lên lời hôn ước. Cuộc sống này cần phải có nhau, vợ sẽ là niềm vui của chồng, chồng sẽ là niềm vui của vợ. Muốn được như thế thì trên hết và trước hết, chúng ta hãy nhận Đức Kitô làm chủ cuộc đời, làm chủ gia đình của mình. Để Đức Kitô thực sự là niềm vui cho gia đình của mình thì chắc chắn Ngài sẽ biến đổi vợ chồng trở thành niềm vui của nhau. Cầu chúc cho hai anh chị trong cuộc sống gia đình luôn luôn biết đến với Đức Kitô, đón nhận sức sống từ nơi Đức Kitô, xây dựng hạnh phúc gia đình của mình trong đường lối tin mừng của Đức Kitô, để rồi gia đình hai anh chị tạo dựng từ ngày hôm nay càng ngày càng trở nên đầm ấm, càng ngày càng có hạnh phúc, và sau này được Chúa chúc phúc qua những đứa con, nuôi dạy con cái nên người, để từ nơi gia đình này các anh chị sẽ trao ban những người con ngoan đáng yêu cho giáo hội cũng như cho xã hội sau này. Xin Chúa yêu thương chúc lành cho hai anh chị.